sẽ chia sẻ cách làm kem chuối nhé, nó cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn chuẩn bị cho mình một hộp bếp cốt dừa này. Một hộp sữa tươi này, à sữa đặc. Các bạn hòa vào để cho cái nước cốt dừa với sữa này nó vị ngọt vừa phải thôi, nên không cần cả hộp đâu. Chuối để làm bánh kem chuối này thì chúng ta dùng cái chuối lá này nhé, và nó chín nhưng nó không bị lát là được, vì nếu mà không chín thì nó xanh nó ương ấy thì ăn nó sẽ không được ngọt. Nguyên liệu thì đơn giản lắm ạ, cốt dừa này, chuối này, dừa lạo này, nạc rang này, bỏ vỏ này, hai hộp sữa chua này. Hòa tan sữa và nước cốt dừa với nhau được một bát to nha. Sau đó mình đổ hai hộp sữa chua vào. Cho hai hộp sữa chua nhé. Và thì món kem chuối của chúng ta nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Chúng ta hòa nhẹ nhé, cho nó tan đều nhé. Hòa theo một chiều. Chuẩn bị cho mình cái túi sạch nhé. Các bạn bóc chuối ra, các bạn cho vào cái túi sạch này nhé. Mình sẽ làm hai kiểu, một kiểu là kem chuối ở trong cái túi bóng, và một kiểu là kem chuối cho trong hộp. Chuối bên ngoài vỏ nó sẫm một chút như này, nhưng bên trong không hề bị lát, là chuối chín rất là ngon nhé. Chuối này ăn nó ngọt mà ngon. Đây, các bạn cho chuối vào trong cái túi này nhé. Các bạn ép nhẹ chuối cho mình. Đấy. Ép nhẹ cho mình. Đây là mình sẽ làm kem chuối túi. Ép rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho mình cái hỗn hợp sữa chua với sữa đặc và vào. Các bạn cho vào sâu bên trong này. Cho hai mặt nhé, phủ đều hai mặt. Một quả chuối là chúng ta sẽ làm được một túi kem. Các bạn lại cho mình một lớp dừa vào. Đây là lớp dừa lạo nhé, lạo sẵn rồi. Các bạn cho vào. Kem mà có dừa thì nó rất là ngon luôn ạ. Đây ạ, dừa lạo này. Túi sạch nhé, các bạn nhớ là phải túi thực phẩm, túi sạch nhé. Các bạn làm như vậy nhé. Muốn nhiều lớp kem hơn thì các bạn lại cho thêm một lớp sữa vào. Con lại cho thêm một lớp dừa vào. Sau cuối cùng là mình cho đậu phộng rang đập dập, không dã nhỏ nhé, chỉ cần đập dập thôi. Lại cho lớp dừa vào. Làm kem túi như này thì sau bạn nào mà thích ăn thì chúng ta sẵn bóc cái vỏ túi ra, và mình sẽ có một que kem luôn. Để ngăn đá tủ lạnh khoảng 6 tiếng là nó sẽ đông, nó sẽ cứng lại đâu. Cho lớp dừa vào. Đây, cho lớp dừa vào bên trong như vậy. Dừa lạo nhé, vào bên trong như vậy. Lại cho lớp kem hồng ạ. Và giờ mình sẽ cho đậu phộng rắc vào. Như vậy là mình được một gói kem túi rồi nhé.
Chỉ cần gấp lại như này để cho nó thành hình dạng như này thôi, và cất vào ngăn mát tủ lạnh, ngăn đá tủ lạnh. 6 tiếng sau mình lấy ra. Bây giờ làm kem túi hộp, chuẩn bị một cái hộp sạch và chúng ta cũng thái chuối ra. Chuối lần này thì không cần phải dằm nát, không phải ép nát, mà chúng ta chỉ cần thái ra, bóc chuối ra. Các bạn nhìn thấy không? Chuối rất là ngon, mặc dù cái vỏ bên ngoài nó thấm. Như này là chuối chín ăn nó mới ngọt ạ. Và làm kem chuối phải dùng chuối này ạ. Bây giờ chúng ta cắt chuối làm ba. Các bạn cho mình một lớp nước cốt dừa, sữa đường, sữa chua ở dưới đáy. Rồi các bạn cho một lớp dừa lạo lên trên. Dừa lạo lên trên. Cho vào cái đây là lớp đáy. Và bây giờ mình sẽ đặt chuối lên. Bây giờ lại cho một lớp kem, sữa kem lên trên. Cho lớp dừa lạo lên. Có dừa lạo thì món này nó mới ngon nhé. Đậu phộng. Lại nước kem nữa lên trên. Cứ làm như vậy cho nó hết nhé. Nó đầy cái hộp này thì thôi. Sau mình đậy lắp lại và chúng ta cất vào ngăn đá. 6 tiếng sau là chúng ta có thể dùng được. Lại tiếp tục. Nước chuối. Nước dừa, nước kem. Nước dừa lạo bên trên. Có dừa, có kem, có đậu phộng, ăn rất là thơm, bùi luôn, béo ngậy. Đây là mình thích ăn đậu phộng nên dừa cho nên là cho nên mình cho nó như vậy, để cho mà khi mà nó đông đá rồi ăn nó vẫn giữ được cái độ giòn, độ bùi nhé. Đây, hai lớp, thêm một lớp nữa nhé. Thêm một lớp nữa thì là nó sẽ đầy luôn. Đầy luôn như vậy thì khi mà chúng ta làm kem ấy, thì mình sẽ có một lớp kem rất là dày. Và đậy vung nó lại, đậy nắp vào thì nó lại kín ấy. Thế nên nó sẽ ngon hơn. Chúng ta cứ làm đầy đầy. Sáu tiếng sau là có thể sử dụng được rồi nhé. Cho thêm lớp nữa lên. Cho nó đầy luôn cái miệng này nhé. Để cái chuối của chúng ta nó ngập hoàn toàn. Rồi. Như vậy là mình đã xong cái phần làm rồi đấy ạ. Bây giờ chỉ đợi 6 tiếng sau thì mình sẽ bỏ ra và thưởng thức thôi. Đậy kín lại nhé, cất vào ngăn đá tủ lạnh, 6 tiếng sau mình quay lại. Mình để ngăn đá tủ lạnh nhé, được 6 tiếng này. Mình kiểm tra này. Wow, như này là được rồi đấy ạ. Đây các bạn úp nó xuống. Bóp bóp để cho các bên riêng giã đông. Lật ngược lại thái nhé.
các bạn thấy không, kem chuối rất là ngon ạ. Bây giờ chúng ta sẽ thái nó ra các bạn nhé. Đấy ạ, rất là ngon luôn ạ. Mình sẽ đi thưởng thức nhé, cho cả nhà thưởng thức và dừng cái clip này đây.